Áo lính Tây Nguyên xin kính chào các bác. Chúc các bác một ngày mới, sức khỏe. Sau đây, em xin giới thiệu đến các bác một chiếc áo khoác của lính Mỹ xưa. M65 Philaket, chuẩn hàng cấp phát cho lính Mỹ năm 1969. Size Medium Regular, vai 53, dài lưng 78. Phù hợp với các bác có chiều cao trung bình khoảng 1m68 trở lên. Các bác cứ chú ý giúp em này, đã gọi là medium regular, cứ khoảng regular là các bác cứ tối thiểu là 1m68 trở lên, và nặng và cân nặng của các bác là trên 70 cân. Đấy các bác, chắc chắn là em nói rất là rõ, câu nào ra câu đấy, rất là rõ, không có trượt được. Và em xin tâm sự thêm với các bác là một cái điều như thế này. Đối với những chiếc áo mới 100% hoặc là mới 98%, nhưng vì một cái lý do nào đó mà nó bị dính một cái lỗi nhỏ như là cọ này, quẹt này, dính một chấm này, hai chấm này, dính nhớt này, dính nhớt, dính sơn, dính hồ màu trắng hoặc màu vàng, màu đen, nó dính lớt phớt bằng những cái con ruồi hay là những cái vệt gì đó, nó không đáng kể. Cho dù nó là mới 98, 99 cho đến 100%, rõ ràng là mới, nhưng mà nó bị dính một cái vệt nào đó, bị một cái chấm lủng bé bằng một con ruồi chẳng hạn, nó sẽ bị mất đi cái số tiền là 1/3, 1/3 số tiền so với áo mới 100%. Có những cái lỗi nó cũng chẳng là quá là nghiêm trọng, nó vẫn nằm trong những cái lỗi là có thể chấp nhận được. Và cái số tiền mà các bác phải bỏ ra là các bác đã lợi được 1/3. Có nghĩa là thay vì nó mới 100%, rõ ràng nó mới nhưng mà nó bị dính một cái lỗ nhỏ bằng hạt gạo hoặc là một cái hạt đậu xanh, thì nó sẽ rơi đi mất 1/3, thì hoặc là một nửa, thậm chí có những cái lỗi nặng hơn một chút nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Mà các bác được lợi thế ở cái chỗ là vẫn tìm được một con áo mới, nhưng giá nó chỉ có bằng một nửa thôi. Như những cái con mà em đã đăng lên trước đây, một tuần trước hoặc 10 ngày trước, nó rất là mới nhưng mà nó bị phẩy một cái gì đấy nhỏ thôi, nhưng cũng là một cái điều kiện rất là tốt đối với những các bác mà muốn có một con áo khá mới đẹp, nhưng mà cái số tiền mình bỏ ra mình khó có thể bỏ ra được, để mình chưa đủ điều kiện để mình sắm được một con áo mới 100% hoàn hảo tuyệt đối, thì khó có thể. Bởi vì vậy em cũng rất là chân thành và góp ý và khuyên nhủ các bác là đối với những con áo mới tầm 97% mà nó bị lớt phớt một cái gì đó nên giá nó rất là dễ chịu, thì em nghĩ các bác, để mà tiết kiệm cái số tiền để cho các bác để làm việc khác, thì các bác nên tận dụng những cái con áo đó. Chứ cũng không phải là lúc nào mình cũng có những con áo mới 97 mà nó bị lỗi nhẹ đâu, bởi vì rất khó tìm những con áo mới khá trở lên về ngày tháng năm nay. Càng về sau, những con áo mới càng ngày nó sẽ càng tuyệt chủng. Nên các bác là cũng phải thông cảm. Nếu như các bác thấy những con áo mà có một cái lỗi nhỏ nào đó mà các bác bỏ qua, hay là các bác muốn là đợi chờ đến một ngày nào đó sẽ có một con áo hoàn hảo, giá lại phải rẻ, thì em nghĩ là các bác yên tâm giúp em một điều là không bao giờ có. Đấy, không bao giờ có một chiếc áo hoàn hảo
đẹp mỹ mãn thì cái giá phải trả cho cái sự hoàn hảo ấy là rất là đắt. Đấy, em tâm tư là hết sức là cẩn thận. Các bác chắc chắn là cũng đã hiểu ý em rồi. Một cái giá mà phải trả cho sự hoàn hảo đến mức độ mà mỹ mãn luôn, thì giá nó không hề rẻ. Đấy, bởi vì vậy các bác hãy cân đối tài chính của mình, cảm thấy vừa phải những con áo khá khá mà vừa tầm giá là các bác đừng nên bỏ qua. Bởi vì lý do là không còn thời gian để mình đợi, mình chờ. Mình sẽ chờ con áo sau. Con áo này mình cũng rất thích rồi, nhưng mà mình lại mong muốn là các cái kênh hoặc các cái shop họ sẽ đăng lên những con áo khác. Và cứ thế chúng ta sẽ chờ, chờ từ năm này, chờ sang năm khác và chờ mãi. Cuối cùng chúng ta cũng vẫn không gặp được những con mình ưng ý. Mà để mình ưng ý, để mình mà ưng ý hoàn hảo tuyệt đối thì thì đồng nghĩa với cái việc là cái giá mình bỏ ra không hề rẻ. Đấy, các bác cứ nhớ như thế, vậy là đúng y bài theo tư tưởng của toàn thể các bác và cũng tư tưởng của toàn thể các shop, chứ không hề cái đấy là ý tưởng của em. Đấy, bởi vì những con áo càng đăng về sau nó sẽ càng đắt, chứ không phải là các bác cố gắng chờ đợi con này xong các bác sẽ chờ đợi con tiếp theo. Các bác càng chờ về sau nó sẽ càng đắt. Đấy, các bác cứ nhớ giúp em như vậy. Nên em góp ý điều đó để các bác tương đối cái tài chính. Vì một số bác ấy, các bác ấy bảo là đối với anh tiền nong không thành vấn đề, anh không có thiếu tiền, bây giờ anh chỉ có thiếu một con áo hoàn hảo. Đấy, vậy là em sẽ cố gắng đi sưu tầm những con áo đẹp hoàn hảo đến mức độ mà không có điều gì để mà chê mà trách nữa, để phục vụ cho các bác. Những bác bảo là tiền nong đối với anh không thành vấn đề thì các anh ấy sẵn sàng bỏ ra cái số tiền to để lấy một con áo hoàn hảo mà đến mức độ mà chưa ai mặc và phải là đích thân anh ấy mặc là người đầu tiên cơ. Đấy, đấy em đã gặp rất nhiều khách hàng. Đây là một cái đề nghị của khách hàng chứ không phải là đây là một cái điều để mình mà phán xét. Các bác đúng không ạ? Đây là đề nghị của khách hàng, mình phải chiều lòng khách hàng đi tìm những cái con đó. Bởi vì tìm những con đó là cực kỳ giá nó là chua chát. Đấy, thế nên là em tâm sự video nào cũng vậy thôi, em đều nói chuyện với các bác là để anh em cho nó hài hòa. Để hài hòa giữa em, giữa người là em là người quay phim và review các sản phẩm áo khoác đi sưu tầm để cho cộng đồng nhà mình xem phim để cho nó thêm vui vẻ và hòa nhã hợp lý nhau, dễ dễ cư xử. Còn các bác những các bác đối với các bác nào mà tài chính dư dả, thậm chí có những lúc các bác có khả năng là quá quá là dư dả, cũng có những các bác là tài chính hạn hẹp chưa cho phép. Bởi vậy nên em cũng góp ý với các bác, nếu tài chính hạn hẹp chưa cho phép các bác vẫn cứ nên đi sưu tầm những con khá đẹp, nhưng mà có những cái lỗi nó rất là nhỏ nhặt thôi. Nên các bác cứ vô tư thoải mái lên đi, không phải là suy nghĩ quá nhiều là mình phải đi tìm bằng được cái con áo thật là đẹp nhưng mà phải thật hoàn hảo nhưng giá lại phải rẻ, thì em nghĩ là không có, thật sự là không có. Đấy, thậm chí là những có con rất đẹp ấy, rất hoàn hảo đấy, nhưng mà khổ khổ cái là mặc có vừa đâu. Đấy, khổ không mặc vừa, nó nghiệt một cái là nó không mặc vừa. Đấy, nên là nó cũng rất là nhiều cái nó vấn đề nó nan giải. Đấy, nên là em cũng như em vậy thôi, em đã cảm thấy một chiếc áo nào đấy của một người lái buôn bên nước ngoài họ bỏ cho em cảm thấy với cái giá này
Tuy là nó rất là mới đấy, nhưng mà vẫn còn tiếc một điều là nó bị một lủng một cái lỗ nào đấy ở trong trong lót hoặc là ở trong cổ hay là cái gì đấy lớt phớt vớ vẩn, nhưng mà được cái là bù lại cho mình là giá nó lại rất là tốt đấy. Thì thôi thì mình sẽ đưa ra một cái quyết định đó là quất, là múc luôn, bởi vì lý do là cái tầm giá đó là mình chỉ được tầm đấy thôi. Mình không thể nào mà mình bỏ cái số tiền thấp nhưng mà mình lại muốn là tìm một con áo hàng bom tấn, hàng khủng khiếp. Thì đối với em thì em cũng đã cảm nhận được cái điều đấy rồi. Chứ em nghĩ các bác thì cũng thế thôi. Các bác thì cũng có khác gì em đâu. Thì các bác đều có thể hình dung ra được hết. Thôi thì đã tâm sự xong rồi. Thì bây giờ em xin mời các bác đi vào thăm nom một chiếc áo size medium Regula năm 1969 mới 100% hàng lưu kho. Thì sau đây xin mời các bác đi vào. Các bác cũng phải thông cảm giúp em nhé. Em thì cái kênh của em thì em không có đập bộp chộp được. Em thì quay phim thì em hay nói chuyện. Các bác chịu khó, nếu mà cái đoạn nào nó dài quá các bác không thích nghe thì các bác bấm cho nó qua nhá. Đây là những con áo hàng lưu kho. Và một số các bác hay hỏi là lưu kho thì là kho nào và là kho ở đâu. Em xin giải thích luôn, đây là kho quân nhu ở bên nước ngoài. Đấy. Và tại sao là nó lại đưa được ra ngoài thì các bác cũng không không có tư duy gì, đơn giản thôi mà. Tư duy đơn giản cũng ra thôi, nó cũng là ở dạng hàng quân nhu của quân đội. Hiện giờ Mỹ và quân nhân Mỹ họ vẫn còn đang tái sử dụng những chiếc áo được sản xuất vào thời kỳ chiến tranh. Hiện giờ vẫn còn nhé các bác nhé, không phải là không có. Mà cái số tiền mà lấy nó ra rất là đắt tiền. Phải cho cái người trông nom ở trong kho một chút tiền nào đó, xong rồi người này phải đưa cho người kia. Nói chung những cái người mà họ trông nom trong cái kho quân nhu, họ có một cái chức vụ gì đó mà có bên ngoài lại có người dân có quen biết thì họ mới đưa dần ra, thì tay ông này đưa tay ông kia rồi cũng ra được đến bên ngoài. Đấy, thế thôi. Nó cũng tương tự như mọi nước vậy thôi, chứ không riêng gì cái nước Mỹ cả. Đồ đạc bên trong họ vẫn còn đấy, không phải không, không phải hết đâu các bác ạ, chẳng qua là đưa ra khó khăn. Và những cái con áo mới nó vẫn còn nhưng số lượng nó cũng ít thôi. Được bảo quản rất là kỹ. Con này em đã cam kết với các bác luôn, nó mới 100% hàng lưu kho, được vận chuyển từ bên nước ngoài về. Nó chính là cái kho quân nhu, là có nghĩa là kho cung cấp các cái mặt hàng liên quan đến quân đội, cung cấp cho quân đội những con áo, những đôi giày, những cái thắt lưng, những cái con dao, những viên viên đạn các kiểu. Thì đấy là chính là những cái món hàng, món đồ ở trong quân nhu của lính Mỹ thì vẫn có thể đưa ra ngoài được, nó có điều là nó khó khăn thôi. Và khi thì về đến tay em rồi, khi về đến tay em thì đâu phải là em là người thứ hai đâu, em là người thứ ba, thứ tư, thậm chí là em là người thứ năm đấy. Thì mỗi một thương lái họ sẽ lấy chiết khấu ra một chút, mỗi người người ta lấy ra một chút, thì về đến tay em thì nó cũng đã mặn mà rồi. Nhưng mà thôi, cái vì cái đam mê, vì cái sưu tầm, vì cái phục vụ, đành phải là cố gắng hết sức để mà khiêng những cái con siêu phẩm về. Nên các bác cứ yên tâm, không phải lo lắng gì về cái vấn đề là hỏi là tại sao bây giờ nó còn áo mới hay như nào. Đấy, các bác cứ để ý mà xem, chả không còn à? Không còn thì mới lạ. Những con áo mới nó còn bởi vì lý do đơn giản mà mình nghĩ cho nó đơn giản nhất đấy, bởi vì nó đắt quá. Nó đắt quá thì nó còn thôi. Đấy, có thế thôi. Lý do nó cực kỳ là dễ hiểu. Đấy, ai nếu như cái áo này nó chỉ có khoảng có 100.000-200.000 thôi thì người ta mua hết sạch về, người ta đi nhổ, người ta đi lao động với cả người ta đi hái cà phê rồi, đi cào mủ cao su hoặc là đi bốc vác. Bởi vì mình mua về có 100.000, 200.000 thì mình mua một lúc chục chiếc về mà đơn giản. Nhưng mà khổ đây là áo sưu tầm, nó có cái
giá trị về thời gian, về lịch sử. Không những riêng gì nước Việt Nam mình đang đi sưu tầm những con áo này, mà kể cả các nước như nước ngoài, như nước Đức, Hà Lan, Ý, Nhật, họ vẫn còn đang đi sưu tầm những con áo này, chứ không phải riêng gì mấy anh em mình, với anh em mình đâu. Đấy, thôi bây giờ là tâm sự đã xong. Mời các bác đi vào thăm nom cái con áo 1969. Các bác sờ tay lên nhá. Nó còn rít này. Đúng chưa? Cái mùi nó còn khét. Mà nếu mà mũi mà ngửi không quen thì bảo là hôi. Cái mùi nó hôi hôi. Nó hôi hôi nhưng mà với em ấy, thì em nghe quen rồi. Cái mùi này nó rất là đặc trưng. 100 con áo mùi giống hệt nhau. Mùi khét 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 khét. Ừ. Khét nhưng mà hít suốt thì thành ra thành quen. Giống như kiểu các cái bác mà đi sơn, đi sơn sơn xe, sơn ô tô mà hay có cái mùi xăng đấy, cái xăng thơm đấy. Ban đầu nghe thì nó hơi nhức đầu nhưng mà nghe một thời gian rồi ấy, thành nghiện đấy. Đấy, cái kiểu vậy. Đây này, một con áo mới 100% này, các bác thấy không này? Đấy, nó có một cái rít rít như này. Ừ. Cái chất bảo quản đây này, đây mới gọi là cái chất bảo quản. Sờ nó rít. Bởi vì cái chất này nó chống mục, chống mục, chống các cái loại vi khuẩn. Các bác cứ để nguyên cái bộ này ở trên nóc tủ hay ở chỗ nào ấy. Các bác chú ý nhá. Các bác hôm nào vớ được cái con áo mà nó còn dầu như này này, sờ tay nó rít rít như này nhá. Các bác bỏ gầm giường, bỏ chỗ nào ấy, các bác để xung quanh đây là toàn là kẹo nhá. Kẹo đường ấy, các kiểu. Con kiến ấy, con kiến nó bò vào. Nó chỉ ăn kẹo thôi, nó chỉ ăn vớ va vớ vẩn thôi. Đến mức độ con chuột ấy, chuột nó còn chẳng chẳng thèm bò qua. Đấy, nó hôi. Đối với mình thì thấy mùi nó hôi hôi, nó thơm thơm, nhưng mà đối với con chuột hay con thằn lằn, con thạch thùng hay con kiến, con ruồi gì đấy là nó rất là ngại, rất là ngại khi phải vào đây, nhất là con kiến nó cũng chẳng vào ở đây đâu, nên là chứng tỏ là cái mùi này họ Mỹ họ thiết kế là nó có một cái dung dịch gì đấy rất là hay, công nhận là hay, mùi nó rất là hay. Nó bảo quản được vừa là chống ẩm, chống chống ẩm, chống chống được mốc, chống được côn trùng. Đấy. Đấy. Cái video này thì cũng khá dài, mong các bác là thông cảm hết sức, bởi vì hôm nay em quay một con áo mà cũng cũng khá là tốn tiền. Con áo tốn tiền nên là phải quay cẩn thận để cho các bác đến tay các bác cho nó yên tâm. Thì đối với cái trạng size medium thì em đọc lại trạng cân ký một lần nữa để các bác đỡ nhầm lẫn này. Medium regular thì đối với cái con small regular thì các bác khoảng tầm là 60 cân, 70 cân đi đúng không? Thì các bác bây giờ cứ nhớ y như cái con này là con small regular nhưng mà nó nhỉnh thêm một size. Có nghĩa là thằng kia là 60 cân đến 70 cân. Thì cái thằng medium như này chỉ cần các bác là từ 70 cân hất lên. Đấy. Từ 70 cân hất lên. Còn cái thằng small regular thì có 70, 72 cân hất xuống. Thì cái ông cụ này thì lại là 70 cân hất lên. Còn là chiều cao thì là trung bình khoảng tầm 1m60, 6, 66, 67, 68 hất lên là được. Chứ còn các bác nào 1m65 là không, là thua. 1m65 là không mặc được con này. Các bác nào cũng tối thiểu cũng phải được 1m67. 1m67, 1m68 là mặc đẹp rồi. Nặng trên 70 cân, 70 cân đổ lên. Hết ý. Đấy, ngửi cái mùi áo này rất là sướng các bác nhá. Chiếc áo này các bác tốt nhất là mua về cho khả năng là các bác mặc hoặc là các bác treo tủ đi. Bỏ vào trong tủ bì ni lông cất cất đi. Mua về cất là được. Rồi, xin mời các bác đi vào con áo nhá. Đấy. Thứ nhất em quay về cái chất gai. Đấy, gai vải. Đấy. Đây độ gai vải của nó là còn thoải mái cho các bác nhá. Quá đẹp luôn các bác nhá. Cúc đen xì. Ruồi này, con ruồi nó bấu này, con ruồi nó rậm rất chặt. Đấy, con 1969 đúng là hàng chuẩn cấp phát quân đội là nó phải khác. Đấy, rất đẹp chưa các bác nhỉ. Xanh ô liu. 19 số 69 xanh ô liu. Đợt này em tìm được đúng hai con xanh ô liu. Một con Jolan Sport Square 569 size small regular em đăng trước rồi. Một con đây là con Medium regular của Soseal. Mà cái nhà thầu Soseal thì các bác biết rồi đấy. Cái dàn chỉ, dàn chất vải của Soseal thì nó nặng áo. Con này nó nặng áo này, nặng trịch. Đây. Đấy các bác có thấy không?
Và bây giờ em lật con áo ngược lại đi nhá. Rồi. Đấy. Đấy là cái vết gấp hồi ở trong trong kho. Rất đẹp này các bác này. Ép em ép nhá. Không có lỗi gì để báo đâu các bác ạ. Em chỉ có đọc sai áo nhá. Đọc sai áo là kích thước là bao nhiêu, cao bao nhiêu thì mặc được. Đấy. Cao bao nhiêu thì mặc được. Đấy. Chứ ngoài ra thì cũng không có gì để báo cả. Nó mới nó còn thơm phức các bác nhá. Lấy cái tay các bác tì xuống đây này. Tì xuống đây nó còn rít luôn. Nó rít áo này. Thơm phức luôn. Đấy. Khỏi phải nghĩ đi các bác nhá. Con này không phải lo đâu, con này giờ chỉ có mua về là khiêng về là bỏ bỏ tủ thôi. Đây, cái phần phần lưng thì đằng nào em cũng lấy ra rồi. Thì em quay cho bác cái phần lưng này. Phần lưng là yên chí rồi này. Phần lưng với cả cái phần cổ áo này là yên tâm rồi đúng không? Đấy. Rồi em sẽ lật con áo này ra này. Ui giời. Lật con này một lúc là chắc mỏi cả tay luôn. Đây, các bác xem nhé. Mới. Mới 100%. Không, không. Bác nào mà muốn sở hữu một con áo một cái kiểu như là một mình mặc lần đầu tiên thì là con này chưa xỏ tay. Em tháo bì ni lông ra mà phải nói là nó thơm phức luôn đây này. Thơm phức luôn. Đó. Không có một cái gì phải lo lắng cả. Cứ cầu vai. Đấy, các bác thấy gai vải không? Mới mà chưa rơi nước tí nào. Bảo mới 100% lại còn rơi xuống nước thì thôi chứ nói làm gì nữa đúng không bác? Cái độ mới như tầm đây, các bác lấy một cái ca nước, lấy ca nước các bác đổ ịch một phát vào đây, hoặc là các bác mang ra các bác lấy kama, các bác treo lên trên dây, các bác lấy kama các bác xịt luôn cho em, đảm bảo cho các bác luôn không ướt được con áo này đâu, không ướt được đâu. Rồi. Cầu vai trên, vai dưới, nách, nung. Cầu vai. Cầu vai bên kia. Áo mới thì em quay qua thôi các bác ạ. Bởi vì nó cũng không có gì để mà nó báo cả. Chủ yếu để mà tâm sự với các bác, để xem các bác có đủ tinh thần mạnh dạn lên để lấy một cái con áo mới tinh, thơm phức. Đây là khóa Japit rồi. Cái con 69 Japit thì các bác có lạ gì nữa. Đấy. Khóa Japit mới cứng, cổ cứng đét lên đẹp. Rồi mời các bác đi vào bên trong. Đây khóa sáng rực. Con này bảo sao vừa mới bên nước ngoài về, được bảo quản rất là kỹ. Còn các bác nào mà có con áo mới nhá, con nào mà có áo mới mà đã về Việt Nam rồi thì tốt nhất các bác nào mà muốn giữ cho cái này nó sáng ấy, để im thì nó không sáng nổi đâu. Các bác phải bỏ vào trong bì ni lông để tránh, xong rồi nếu mà nhà nào các bác cẩn thận thì là các bác bỏ vào bì hút chân không. Đấy. Nếu mà không mặc đến, bỏ vào bì ni lông kéo khóa lại hút chân không, hút hết không khí ở trong ra, để thì phải nói là các bác để thêm được 4 năm 10 năm sau nó vẫn là một con áo mới thôi, đúng không các bác? Các bác nào có nghĩ được cái tư tưởng là đây là một con áo phiêu của Mỹ, lính Mỹ, để mà bảo tồn được con áo này thì đơn giản thôi. Các bác bỏ vào trong bì ni lông, các bác hút ẩm hoặc bỏ vào trong một cái kho kín có các cái vật liệu chống ẩm đàng hoàng thì các bác có thể để được 100 năm sau. Em nghĩ một con áo này để 100 năm sau ra em nghĩ nó vẫn như thế luôn, nó vẫn không thay đổi gì luôn các bác ạ. Nên là các bác mới bảo là từ năm 1969 đến nay mà còn mới như này thì các bác quá sai lầm. Bởi vì một con áo, các bác đã thấy nghe các cái chương trình đi tìm mộ liệt sĩ chưa? Đấy, có những chiếc áo, những đôi giày, bốt đồ xô, những cái gì đó ở dưới đất, nó nằm ở dưới đất bùn lầy ẩm mốc cỡ đấy mà nằm dưới đất 40 năm. Các bác lấy lên nó còn nguyên si luôn. Đấy chưa? Đấy đấy các bác phải tư duy ra chứ. Một cái đồ của thằng Mỹ ngày xưa nó làm mà nó chôn dưới đất
40 năm sau lấy lên vẫn còn nguyên, thì các bác nghĩ là một con áo phiêu jacket bỏ trong bì ni lông hút ẩm cất vào trong kho cẩn thận thì có phải để được cả 100 năm sau lấy ra thì làm sao mà nó cũ được. Đấy, đấy là lý do tại sao mà các bác cứ yên chí đi. Bảo là sao có mà từ hôm đấy đến nay thì mới có loanh quanh đâu, từ năm 69 70 đến nay mới có 50 năm thôi. Các bác cứ tưởng là kinh điển lắm. Thật ra nó chỉ có mỗi có 50 năm với 60 năm thôi. Mà ba cái loại chất vải của Mỹ làm mà cốt tông và nó làm bền đến cái tầm kinh điển rồi thì để 50 năm thì nó là cái gì đâu. Chẳng là cái nghĩa lý gì cả. Các bác đã thấy những cái con áo phi lắc két nó chỉ còn có khoảng có 60% thôi mà bác thấy không? Nó còn lì lợm cỡ nào. Chứ đừng có nói những cái con mới 100% như này thì các bác nghĩ là các bác về các bác lưu vào trong tủ các bác cất muôn kiếp luôn. Sao mà hỏng được mà các bác cứ phải lo là làm sao mà sao mới. Đây. Sáng như thế này các bác nhá. Láo ngáo các bác nhìn xem tivi, các bác còn thấy cả mặt mình ở trong này luôn ấy. Đấy. Nếu mà cẩn thận thêm một tí là láo nháo là xem soi gương được luôn ấy. Đây là khóa Japit rồi. Bảy gạch ngược rồi số 7 đấy đấy, các bác thấy siêng không? Thế mà em quay phim tranh thủ buổi sáng em quay xong là em đi làm đấy. Thế mà đêm hôm qua vẫn thức đêm thức khuya rồi tem mác thì ôi, con này thì khỏi phải nghĩ đi các bác ạ, có cái gì đâu mà quay, chả có cái gì mà quay cả. Bởi vì bây giờ nó quá thơm. Đơn giản là con áo nó thơm quá. Đây, các bác thấy không? Mượt mà. Quá không sáng, rực rỡ luôn. Quá bóng, chân bố dù. 69 Japit, chân bố dù. Rồi. Và một loại Japit nữa, đó là chân bố cứng và chân bố dù. Đấy, hai loại. Còn nếu mà chân bố vải, chân bố vải là Sokoville hoặc Coma đấy. Rồi đây các bác xem chân tay đâu rồi. Đây vuông vắn là các bác nhá, mới cứng cựa dẻo rồi còn phải nghĩ ngợi gì nữa đâu đấy. Rồi phía bên kia nào, các bác xem tivi em quay thì phải không không vội được đâu. Cái lúc em mà em đang quay như này là các bác đi sang cái shop khác các bác cũng xem được ít nhất cũng phải 4 5 cái video rồi chứ không phải là một video như em đâu. Các bác xem được có khi các bác xem hết một tập phim Thủy Hử rồi. Còn các bác nào mà xem phim Tam Quốc thì chắc cũng xem được 2 tập. Đấy. Mà quay sang kênh Áo Lính Tây Nguyên nhìn lại thì thấy nó vẫn còn đang quay. Đấy. Thằng này nó quay dai thật. Đấy, ui giời. Thôi mỹ mãn nha các bác nhá, khỏi phải nghĩ đi, không còn nghĩ ngợi gì nữa đâu, mới 100%, không lo không nghĩ. Trên đây có một con dấu mộc đóng số 6, khóa pi đồng, khóa đồng cúc bấm đồng pi này, pi rồi. Ôi, các bác yên chí rồi nhá, còn lo nghĩ gì nữa đâu. Bây giờ nó quá thơm thôi. Giờ. Thôi bây giờ là em chắc cũng rút quân thôi các bác ạ. Thôi bây giờ em cũng có năm nay em không có tìm được áo mới đâu. Em tìm được có mỗi một con này là chắc mới mới nhất trong đợt này rồi. Còn khó tìm lắm, hiện giờ vẫn đang đi sưu tầm. Bên kia thì có anh em nó có hú hí thì nó gọi thì xem tình hình thế nào, có săn được con nào chưa. Săn được con nào thì bảo tao, để tao còn biết đường kênh về hay như nào để tao đăng lên kênh cho ai các bác xem. Cái kiểu áo quá đẹp rồi, chả phải nghĩ ngợi gì đâu các bác. Con này bây giờ lấy về chỉ để sưu tầm, nó mới quá, dành cho các bác nào cần cần sự hoàn hảo, cần đến sự hoàn hảo mỹ mãn, tiền nong không thành vấn đề. Đấy, đây là dành những cái cho những các bác là cần chất lượng, đấy, cần đòi hỏi với cái chỉ tiêu gọi là đặt rất cao, gọi là đặt cao lên hàng đầu, ngất ngưỡng, phải mới, phải thơm,
phải còn lưu kho, còn phải mùi, còn phải rít, còn chất bảo quản. Và đây nữa này, chốt hạ cái video ngày hôm nay là em chốt chỗ này. Ui giời, cái cúc. Ui giời ơi. Đấy, cúc cùng đen xì nữa các bác nhé. Và đây, xem thử nào. Em cả xem kiểm tra lại cúc cho các bác xem thử này. Ui giời, xem thử có cái cúc nào nó bị hư hỏng gì không. Ui giời, do cái áo mới quá nên nó rít cúc các bác nhá. Rồi. Rồi. Kiểm tra xem nào. Có còn con tem nào không? Có còn con tem kho nào không? À đây rồi. Rồi. Đây, cái con giấy khai sinh cho các bác này. Ôi, yên chí nhá. Ôi dồi ôi, con số áo 08. Áo số 08 nằm trong cái kho 82450. Đây. Rồi, yên chí chưa các bác chưa? Con tem số 08, con áo 08, số kho 480. Rồi, yên chí chưa các bác? Rồi. Bây giờ là tình hình là đợi các bác là đưa cái con này về ngay. Giúp em. Rực rỡ. DSA 169C2483, nhà thầu là Social Style Medium Regular, tem lụa. Các bác nghe này, có hơi ám, hơi vàng vàng. Đấy, hơi ám vàng một chút thôi. Ở đây là có khả năng là do từ thời sản xuất đến giờ. Đấy. Con tem dưới, nãy giờ cũng mải quay, chưa quay cho các bác con tem dưới. Đây, cũng cứng đét đèn đẹp nha các bác nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác có quan tâm chiếc áo này cần sưu tầm. Con áo này thì nó ở cái tầm gọi là sưu tầm rồi các bác nhé, chứ không phải là để chỉ để mặc ấm thông thường. Đây là những con áo rất đáng để sưu tầm, được sưu tầm và bổ sung vào bộ sưu tập của các bác. Đây là số điện thoại của áo lính Tây Nguyên, 0937 741 741. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau.